Dạ, Cường xin mến chào cô chú anh chị trong nước và ngoài nước cũng như quý mạnh thường quân. Thì hôm nay Cường cũng trở lại đến nhà của cô Thảo Sương cả nhà. Thì hôm nay thì Cường cũng sẽ cập nhật cũng như quá trình mà các thợ quét vôi và cái khâu hoàn thiện hàng ba như thế nào. Nói chung nhà cô Sương thì làm cũng tháng mấy nay, thì nói chung làm thì cũng được nhiều giống như cô chú trong nước và ngoài nước đó. Thì cũng đã trợ duyên cho cô Sương, thì hiện nay cái ngôi nhà cũng nói chung là cũng tương đối khá là hoàn thành luôn. Đó. Thì buổi hôm nay mình chia sẻ cũng như thêm đó là cái quá trình mà các thợ quét vôi rồi cái công đoạn hoàn thiện như thế nào ha. Hôm qua nguy hiểm cái gì, ở đâu ra cháy này vậy? Cái cháy gáo hả? Hồi nãy mình đang đứng cái này chút xíu là chú đang ngồi ở cái gốc cây cây cháy gáo nè cả nhà. Cháy gáo, cây này cháy gáo, chút xíu nó cho con cháy vô là vô cái đầu là xong luôn rồi đó. Bữa nay là mình mới quét buổi sáng luôn hả chú? Dạ, cái này thì cái mình quét vôi với xi măng hả? Vôi với xi măng tha vô. Dạ, thì đây là cái vôi với xi măng. Thì quá trình mình quét thì sau khi khô cả nhà thì nó sẽ có một cái màu xám xám, xám trắng ha. Đó, cả nhà nhìn rõ không? Đây xám trắng. Thì đây thì nói chung quét thì cũng như thế này thì cũng nhằm bảo đảm nó chống thấm cái bức tường của cô á. Cái này mình quét mấy nước chú? Quét thành nước là tại mình quét kỹ. À mình quét cho nó kín cho lấy kính luôn nước không? Mét nước một á. Hôm qua chú Tam cũng có sơn cửa rồi, này cũng lắp lên nè. Chắc hôm qua lắp chắc chiều luôn quá. Đây chú lớn tuổi thì cũng đứng lên cái thang làm, nói chung làm cái nghề này leo cao lắm rồi cả nhà. Đó. Cũng nói chung cũng phải chịu hả chú? Phải chịu rồi. Dạ. Nghề thì phải leo. Dạ. Nhiều khi lớn tuổi mình leo vậy mình có cũng quen. Cũng còn quen phải không? Không có nhát phải không? Không. Rồi thấy mình mang cái dép lào vậy nó trơn chú. Cẩn thận. Dạ, kỹ kỹ ha. Kỹ. Dạ. Thường con thấy mang dép tổ ong á nó ngon hơn. Quen quen. Cái này men quang cái mang cái giò nó thoải mái phải không? Còn cái phần phía bên sau á thì B người ta cũng đã lăn rồi nè. Đây là cái phần chỗ má đệ đó, cũng đã trợ duyên cho cô Sương đó. Thì cái phần này thì chú Tam thì cũng lót làm B. Nói chung là làm B thì cái phần này thầu người ta đánh khoáng. Cái này hôm qua nó cũng đã dựng cái cột, cái làm cái máy tôn luôn cả nhà. Cái này khúc sau là phần má đệ cũng có trợ duyên thêm cho cô Sương nha. Đó. Thì cũng đã dựng cái cột rồi xây cuốn nền lên luôn rồi nè. Nhìn rất là đẹp luôn ha. Lên cái này cái nhẹ cái nhìn thấy đẹp đó chú Tam. Vậy là cái này mình lót gạch luôn hả? Lót luôn. Quá tuyệt vời luôn. Lỡ không lẽ mình để chán cái nền nó dạ đúng rồi, sao mình chán thì có đi cát nó cũng vẫn còn thấy cát á. Đúng rồi. Lót gạch nó sẽ sạch luôn. Cái đó mình lót gạch nước luôn vậy. Gạch nước có mua rồi đi không? Để mình đứng ngoài quay cho cả nhà cái phần phút sau đó má đệ có trợ duyên thêm á cả nhà. Nói chung thì cũng Cường cũng thay mặt gia đình đó cũng cảm ơn má đệ cũng đã giúp cho cô Sương làm rất là hoàn thiện luôn. Đây thì cái phần mà mái che ở trên đó là cái đó là phần mới phát sinh sau đó cả nhà. Thì chỗ chú Tam thì làm mới cái phần bức tường thẳng lên thôi. Thì khúc sau này má đệ có trợ duyên thêm đó là nối cái mái tôn nó ra với mua sắt với phần làm luôn cái cột mới luôn. Đó. Cái cột thì mới dựng lên thì làm ở sau cho nó cứng rắn luôn á. Rồi chú Tam cũng có mua thêm gạch nước để lót cho nó đẹp luôn. Đó. Gạch nước là gạch này á chú Tam? Đúng rồi. Gạch này đẹp nha. 120 à? 120 hả? À? 3 thùng này hết 600. Đó 360. 360 hả? À? Gạch này gạch 50 vậy? Gạch 50. Đẹp quá ha. Cái cột này là mình làm qua mới làm hôm qua luôn vậy? Ừ, mới làm hôm qua. Hôm qua làm ở đây làm lẹ dữ vậy ta? Rồi cũng kêu ta hàng thêm hàng cái chỗ nối bằng tay hả? Đúng rồi. Cái máy cũ cái đó mới nối vậy. Vậy là bếp bữa nay cũng là... Bữa nay cũng xong phần nhà sau luôn đó. Xong luôn đó hả? Lót còn vài miếng giảm giá đó là xong rồi. Rồi. Đây thì chú Tam cũng mới vừa lót ở phía sau luôn rồi cả nhà. Quá là đẹp.
Giờ bữa nay là xong phần phía sau hết rồi hả? Vậy là có dư gạch không hay thiếu chứ ta? Chắc vừa luôn rồi, chứ không có dư luôn, không biết. Vừa luôn rồi. Tại vì cái tình tàn lớp mình á, mình lấy gạch nước mình lắp vô rồi. Có cắt nó vậy đó, mình cắt được đây. Có dư chú Tam lót mấy viên đứng vô đó đó. Chỗ xài nước mình cho nó văng lên tường đúng không? Rồi. Cho nó nước trừ khi xài dịp bãi với bãi rửa này kia nó cũng dễ đó. Nó sạch. Nhưng mà mấy cục mình xây đứng lên đó, mấy cái đó cũng nhám hết luôn. Rồi dán cái chỗ cái bệ đó. Ừ. Giữ nước này kia. Nhám hết rồi. Ừ. Lỡ làm mà làm cho nó đẹp luôn. Ừ, đúng rồi. Làm cái nhà này phải nói là nói chung là nhìn vòng vòng ở đây xóm này là nhà của Sương nó đẹp nhất luôn á. Ừ. Một cổ có khả năng một cổ có vôi làm lan bi gì đó chẳng sáng nhà lên chút. Ừ. Dạ. Đó, đây là cái khúc phía sau ngoài nha cả nhà. Làm thêm cái này nhìn nó. Ủa cái chỗ sau đó không có xây thêm á chú Tam? Khúc đó có xây lên chút nào không? Không, mình có gì có nước cho nó chảy ra chứ mình xây bít nước à, bí nước à. Cho nước nó chảy ra luôn. Ừ, cái này mình làm lưỡi dốc, có nước nó chảy ra luôn. Rồi cũng đâu có dừng lưới để chống luôn hả? À, không, để chống. Rồi cái này cũng để chống luôn. Để chống. Thì theo cổ thôi, sau này cổ muốn làm sao nữa thì mình cũng không biết. Ủa cái gầy gạch còn không ta? Cái ống hả? Ừ. Còn chứ? Còn rồi chứ, không có xây mẹ lên tới đâu tới đó đi. Dạ. Ừ. Hỏi cô Sương xây lên khúc. Nhưng mà hổm Mạnh Thường Vân nói nó để chống vậy đi, nó thoáng, nó sáng hơn. Thì bà có nói gì đó. Nếu muốn xây thì xây có gì đâu. Thì ví dụ để thoáng thì để góc này cũng được. Ừ. Cái góc này còn gạch đó. Ừ. Mình xây lên, hỏi cô Sương có xây không? Dạ. Chứ để cũng đâu có làm gì đâu. Dạ. Xây cái tam cấp ở trước nó hết rồi. Còn gom nhiêu xây được nhiêu. Thì bây giờ chỗ phần này biết sao sợ mưa nó tạt nè. Mưa nó tạt á. Đây nếu mà có xây á mình để một tấm miếng kiến nữa cho nó sáng. Ừ. Cho nó tối. Thì hỏi cô Sương có làm đúng rồi. Tại vì cái này mưa nó tạt tùm lum lá dữ lắm. Chứ mình xài cái nào cho nó hợp lý thôi. Ừ. Còn cái này giống như ở sau thì nó sáng rồi. Con mà thúng nó ôi. Thấy chuyện chậm đô, thấy chậm đô thiệt nhưng mà tính ra đổi ra mua này kia. Biết sao cái tiền Việt Nam nói chung tiền giờ nó rẻ quá chú ơi. Bây giờ giá vật tư cái gì nó cũng cao lắm. Bây giờ tính cho nghe nè ha, vật liệu cổ này kia đó 800 ngàn. Từ gạch 360 nữa là 1.1 mấy rồi. 1.600 rồi ha. Người tôn hồi sáng mua tôn với mà sắt đó. Hết 600 nữa. Là hết 1.7-1.8 đó. Chưa tính xi măng xi măng ở dưới với cát nữa. Không tính rồi, tính chung là vật liệu là 800. Với cây cột. Người gạch ống mình không tính à, gạch ống của cổ mấy cái viên mình không tính à. Là hết 1.8 đó. Còn viên có 400 à. 400 thì công thợ vừa luôn. 400 thì công thợ luôn á. Cái gì đó. Phải làm chút gì cũng tiền dữ ha. Ừ. Bây giờ nói chung là làm nhà thấy ngán luôn. Ngán. Nếu cái này đâu đó mình nói thiệt cái đồ mình mua mình biết mà. Đúng rồi, nói chung là đồ giờ dữ lắm. Cắt nó lên cái này góc mà còn cắt cái đó chăm lắm. Nè cái này còn viên này nè. Mấy cái góc này mình phải cắt máy không cắt mấy bàn mình chỉ cắt đường thẳng thôi. Ừ, mấy bàn đường thẳng. Bây giờ còn có mấy bàn này cũng là hay à. Bây giờ nó xài máy không à. Đây là có mấy bàn kiểu cắt ngày xưa nữa nha. Đâu cái này đợi bây giờ đó. Giờ cái gì nhóc á. Đợi bây giờ luôn à. Bây giờ bán cái gì nhóc á. Thằng này đó mua như chú Tâm. 1.7 vậy. Dữ vậy? Ừ. Thấy nó đơn giản là 1.7 ha. 1.7 á. Cái lưỡi khôn là 100 mấy rồi. Vậy là cái cửa sơn qua gọi luôn đó hả? Đây là sửa, đây là cửa nhà sau nè cả nhà. Đây là cửa màu nước sơn ấy, cô Sương mua lựa cái màu xám nè. Màu xám cũng rất là đẹp luôn. Xanh ngọc chứ, màu xanh ngọc. Hả? Cửa này mình kêu nhỏ gái nó tiếp sơn á, nó sơn cũng không mấy dễ nữa. Mình tháo kính ra mình sơn nhập giá bên trong này mới nó được. Đẹp đều hơn. Nó cho nó trùng màu đúng rồi.
Vậy là, chưa? Vậy là tháo kiếm ra. Tháo kiếm ra, sơn mấy khung rồi hả? Ừ. Vậy mới ráp lại. Ừ. Tại thấy nhỏ gái nó rảnh nó tiếp sơn á, mình cho nó phụ phụ á. Dắp mối nhà mà. Cái này dắp mối không sao. Mà cửa sắt rồi phải chịu rồi. Đây nhà trước nè, cả nhà đó. Hai cái cửa này cũng mới vừa sơn rồi luôn nè. Đây, cái này cũng mới vừa sơn rồi luôn nè cả nhà. Thấy không? Đó. Còn cái này thợ bắt giàn giáo không biết làm gì nữa đây nè. Cái này khô ở trên nè, thấy không? Cái này có bê lăng nữa, cái màu là xong liền. Đây là cái hàng ba là đang mới lót hồi sáng luôn nè cả nhà. Đó, hàng ba. Hàng ba này lót rồi nhìn thấy nó sáng nhà quá cả nhà. Cái cột thì cái cột hình như thợ là chưa có dán nha. Cột thì nó gạch nó luôn. Rồi xây cái hàng ba giống như vô đất này kia đó, cho nó gọn gọn lại cái nhà cái. Vậy là cái này mình có bắt để rửa rửa chén rửa bát ở ngoài nhiều ha. Mình bắt đá vô để ngoài đi, nhiều khi khổ rửa này kia. Ở ngoài thì mình có sẵn. Nhà có đám tiệc này kia đó, mình rửa ở ngoài nó thoáng. Mình làm này cũng như một bao xi măng đó, có gì mình chả chủ cần đứng lên cho bả chút luôn. Có gì dư xi măng đổ đổ đại luôn nè. Đổ nhiều khi xài nước nó không bị lỡ đất. Cái này ngay mái tôn nha, không chán là nó lỡ đất luôn á. Cái mái tôn nè cả nhà, thấy không? Cái nhà đó. Đó, cái này nữa mình chán xi măng sơ sơ để đi làm thấp gì chút là vừa chứ mình làm bằng quá cũng xấu lại. Đúng rồi, cho thấp. Nó chảy ra ngoài. Dạ. Giờ cái này giá cỡ 2 ngày nữa xong không? Xong, nếu mà mình không có cái vô lan bê này kia là 2 ngày nữa xong rồi. Dạ. Chừng mấy ngày nữa. Rồi có câu điện có không? Điện thì chưa biết rồi. Chưa hả? À? Chưa thấy à. Chừng nào tới tay mới thấy à. À đúng rồi. Điện làm mấy người làm ngày xong rồi. Ờ. Tương xâm xi măng thế. Ừ. Vô lộn. Bữa nay người đẹp mới nằm ở đâu mất tiêu, đây kiếm người đẹp chút xíu thôi. Đây sau khi mình xài vật tư thì cũng gần hết luôn rồi cả nhà, chỉ còn dư chút xíu đá luôn. Cát này kia, cát thì tận dụng lại mình xài cũng đỡ đó. Tường ở ngoài bên đây mưa ngay cái vách nước mưa rồi nó chưa mấy gì khô nhiều, đúng không? Ủa cô Sương cái này xây ra ngoài hút cái đường đi người ta không? Ủa người ta 3 mét rồi đường đi là 3 mét, mình làm 1,5 rồi nó lấn qua lộ kìa. Cái này gối nè. Còn mình xây cuốn cuốn vậy là nó ra ngay cái đường đó đó. Ví dụ lên là mình lên là xây 2 viên nè. Xây 2 viên rồi mình mới lên tam cấp riêng phải không? Đúng rồi, cái này nền dưới rồi. Rồi nữa chừng nào có làm thì nó đổ bằng cái phần 2 viên của mình nữa là xong rồi. Búc búc. Làm gì nằm giống cái thỉnh thơi vậy? Nhức đầu. Nhức đầu hả? Ừ. Trúng mưa giống vậy không? Trúng mưa đó. Dọn rồi đẩy này kia nọ rồi đó. Dọn mấy vệ sinh mấy cái gác này kia hả? Ừ. Rồi chiều đó mới qua bên đó rồi đi hôm. Rồi qua đẩy cái đó là chịu cho nó đẹp không? Câu đẹp. Cái bụng bồ câu phải không? Ồ. Ừ. Bồ câu ở trên ốc bùa vàng tặng cả nhà. Để mình zoom cho cả nhà xem nha. Đó, đây là tem ốc bùa vàng đã thiết kế cho cô Sương nha. Hôm qua là làm mấy giờ rồi? Ốc bùa vàng. Rồi sớm luôn nè. Rồi sớm nó đi rồi tôi đi với mà chị em mong sắt chứ gì nó đi. Hôm qua cô đi mấy giờ mới về? Tôi lên đây thì cũng cỡ 1 giờ 1 giờ ngoài rồi á. Giờ mày. Rồi là chị em ta về quê luôn á, về nhà luôn à. Nó đi qua bên mẹ Nam Hải.
ghê vậy. Giờ đi xuống dưới rồi xong rồi mới chạy về. Nó không biết nó gì không là không. Ta có xe tao mới về mà tao về. Nó về giờ nào nó về mà. Hôm qua ở Sóc Trăng rồi dẫn ta đi tham quan ở đâu? Trời ơi, đi vô siêu thị. Siêu thị cái gì, Tân Hoa Viên gì đó hả? Không, siêu thị này nè, siêu thị ở trên chỗ Hồ Nước Ngọt á. Chỗ Hồ Nước Ngọt, đường Dương. Không có qua Wincom à? Không. Qua bên đó nó mới kêu ăn cơm luôn ăn. Rồi có đi ăn uống gì không? Có, qua ăn bún nước lèo. Bún nước lèo, bún... Bún nước lèo chỗ hai vợ chồng già mới ra đây nè, chỗ gần Xích Giò đó. Chỗ đó cũng ngon không? Cũng ngon. Dũng Hương nó khen rồi đó. Ê, còn có người ta khen rồi ha. Ở bản ở xa người ta lại người ta khen lại được thầy. Chứ sao nhiều khi mình dẫn nhiều khi nó không ngon mình cũng mất uy tín rồi. Hồi trước mỗi lần xuống ăn bún cây nhãn ai cũng khen ngon mà nó chê bún cây nhãn dở hơn bên đó. Không, bún bún cây nhãn thì con không mấy thích. Ngày xưa thì ngon, cái giờ nhiều chỗ người ta làm ngon hơn nữa. Đúng rồi. Chứ sao chỗ đó như dạng là cái thương hiệu thôi. Cái thương hiệu người ta nổi tiếng đó giờ. Chứ giờ nhiều chỗ người ta nấu ngon lắm. Đúng rồi. Hôm qua là tay móc của vàng làm rồi có mời người ta cơm nước gì là qua đi đâu kịp làm cơm đi nước vậy. Rồi nó đi rồi. Thôi kệ đi, bữa nào tôi cũng có điện, tôi nói bữa nào mình lên nó ơi đâu có gì đó, tôi nói tụi mày hen tao đi mà đi bộ mày đi về sớm gì mà không đợi tao, mày cũng biết tao này kia nọ, nó nói trời ơi không biết Nguyễn Xuân ơi. Không sao biết đi rồi. Dưới mình cũng có khách, nó cũng thông cảm. Có khách. Nói chung có khách. Không có khách thì mình đi thì nó kỳ phải không? Mình có khách mà. Chứ không sao, cái này mình rảnh này nữa mình mời anh em qua đãi cơm này thôi, tại nói chung anh em làm thì cái phần quay văn ở trước thì nó cũng đẹp, chứ thứ hai nữa là cái đó thì cũng công phu. Không mà là đắp lên cái hang bồ câu nhìn thấy nó nổi cái nhà liền ha. Không, cái nhà cô Sương vòng vòng ở đây là thấy mình đẹp rồi, cô Sương thấy đẹp nhất xóm rồi ha. Đẹp. Đó. Sao không kêu nó đắp gì thêm nữa không, hay dĩ đắp gì thôi. Ở chỗ mà cái trong mặt tiền buồn là khỏi đắp không, mặt tiền phòng khách á. Không, nó tính tặng cái gì nó thiết kế sẵn rồi nó đem vô, nó bắt đầu nó in vô cho. Tức là dán hoa văn, tức chắc thiết kế hoa văn gì đó. Rồi nữa xong cái dán là dán luôn. Không biết nó tặng cái gì. Tôi không có biết. Kể anh em thì nói chung có lòng thì nó tặng cái gì thì mình xài cái đó cho nó đẹp thôi, đẹp nhà đó. Chứ nhiều khi cái đó mướn cũng tiền không á. Cũng được rồi vậy. Hôm qua vậy thấy nhà đẹp, nói chung vậy là thấy ổn lắm cô Sương. Đó, tới thời điểm giờ là ổn rồi. Ủa cái này mình quay ở xa xa nhìn thấy đẹp luôn. Quay vậy nè, nhìn thấy đẹp nè. Cái căn nhà mới ước sẽ được thành công. Căn nhà mơ ước sẽ thành được thành công ha. Mà cái này nằm mơ không thấy luôn á. Cái này nằm mơ cũng không thấy. Không, nói chung ra thì cái nhà của cô á thì cũng rất là nhiều mơ ước, nhiều người không có đâu nha. Nó thấy gì chứ làm bây giờ biết không, làm đủ sống qua ngày chứ tiền cắt cái nhà khó lắm. Đúng không? Giống như nó nói bây giờ giống như con đi làm bây giờ cả đời cũng chưa chắc gì cắt cái nhà được vậy nữa. Nó nói chung cái này thì cũng cũng nhờ anh em chị em ở ngoài nước là trong nước người ta giúp, người thương mến để giúp mình thôi. Chứ mà còn mình đối với mình á, trời ơi. Biết chừng nào. Biết chừng nào, vậy có khi ở nhà bên kia ở chắc sợ nhờ, chắc ở nhà bên kia tới mà đi vô chỗ cù bôn luôn. Thì cái đó thì phải chịu, biết sao giờ. Chứ giờ không có chỗ ở thì phải ở tới rồi. Nằm ở đó luôn rồi. Rồi tôn nó cũ thì mót thì lọt cái tôn rồi thôi. Ở thì mấy miếng tôn nó thôi. Chứ chủ yếu là ban đêm ngủ thôi. Rồi tiếp tục vậy để vô bọc vô dục nữa. Dinh bản là đi cầu quán mình ôn nhâm đấy, phan mình mà nhầm sao bầu mê quế đi cành quyền độc quyền á, nhưng mình chôn. Nhiều khi mình đi nó cũng ngại này kia khó lắm. Cái gì của mình nó của mình gì hết nó vậy. Muốn mất nghĩa đâu, rồi ổng phá cửa rồi này kia nọ, sao mình đi cường đi đâu biết gì đó mình. Rồi tới nó mắc tới nơi rồi, biết đi đâu. Đi đâu? Ngồi bọc đi sẵn. Gọn lẹ luôn á. Không, cái trường hợp này là cũng hiếm lắm á. Vậy cái chứ bởi là cái phần ở sau mình cũng đâu có làm cầu tạm gì được phải không? Không gì được. Ủa đất vậy là tạm. Sao qua cái nhà đó là cắt ở bên kia là nó giáp đất luôn hả? Có lùm mày đi được, đi né né được. Đi du bên kia. Sợ ban đêm á. Mà hồi lúc trước ủy ban không xây bít thì đi cầu ủy ban
Mà có Sương á thường đi ban đêm đi cầu ở ngoài có sao ma không? Không, không sao ma. À, mà thấy nó sợ lắm. Tôi là ma rồi. Tôi không có biết sợ gì thiệt. Tôi đi nhầm khi 1 2 giờ rồi. Mà hồi lúc đó cái đường nó cường biết sao không, đường chỗ mà Trưng Tiên hồi lúc đó chưa bán chùa Linh á. Ừ. Mà trời đổ nhát bằng ngày luôn đi khuynh ấy. Ừ. Tôi qua 1 giờ mấy tôi đi hát nha, mà tôi lỗi từ mà cầu Bà Ngậu á, tôi lỗi luôn mà tắt cho đường chùa Trường Ba mà đường trong đó đó. Ừ. Tôi lỗi từ đó lên đi tới gì đây luôn. Mà đó là cô Sương đi hát là mình tự đi về hay là người ta chở mình về? Không, hồi lúc đó cũng đi chung với thằng La mà. Mà thằng La thì nó không nhậu thì nó ở đó lượt lâu. Rồi mình còn đi hát thì sáng mình còn đi buôn bán. Thì phải mình kêu về sớm thì nó không chịu. Không chịu kêu hoài thôi làm biến. Ở chợ đợi tôi lội bộ về. Vậy đó. Mà lội bộ gần gần lội nổi giá xa sao lội nổi? Trời ơi, trong khi tôi lội bà biết sao ở bên miệng Tài Trắng chỗ mà... cái sộp á, tôi lội từ chầu Quýt này tôi lội về luôn. Ý, dữ vậy? Tôi giận ai là tôi lội nhanh lắm. Là phớt phớt hả, ganh đường tiếng tới nhà ha. Ôi, tôi lội thiệt khỏi, nhầm cái mày chạy xe mà mờ chứ mày không kịp tới đây à. Thiệt. Rồi nó máng guốc cao thiệt đó nghe, mà nó giận ai rồi tháo guốc rồi cầm rồi quẩy cái bóp, bắt đầu cầm guốc rồi đi tối đa luôn. Thương đó. Chạy 1 phút bao giây. Tôi á.